Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutuki và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và ở tập trước thì mình đã dừng chân tại ngôi làng tuyết này rồi, trong chuyến khám phá đi tìm cáo tuyết các bạn ơi. Và trước khi tìm đường về thì mình sẽ lấy lại những thứ mà trong cái ngôi nhà này nha. Tại vì trong nhà này là nhà của thủ thư, thành ra có một ít cái kệ sách nè. Mình sẽ mang những cái kệ sách này về và sử dụng nha các bạn. Rồi, ngoài ra thì mình sẽ khám phá nốt cái ngôi làng này luôn. Hình như hôm bữa mình chưa có khám phá hết cái ngôi làng này các bạn ơi. Để coi trong đây có gì không. Trong đây có cái giường và một ít cái lò nung của những anh dân làng. Còn bên đây là nhà của ai đây? Cái này mình chưa biết nhà của ai nữa. Ui, có nước nữa. Nhà này của ai mà... À, cái bác này là bác làm đồ da, bác nhuộm đồ nè. Ồ, và trong rương này có emerald á. Ồ, cũng khá tốt, mình sẽ lấy cái rương này về luôn. Rồi, và có hai cái vạt á. Ok, chắc mình sẽ lấy cái vạt về luôn đi các bạn ơi. Đó, rồi, giờ mình sẽ đi qua bên đây và kiểm tra nốt trong đây coi còn gì không nha. Và ở trong ngôi làng tuyết ấy thì có những cái lều tuyết như vậy nè các bạn ơi. Lều tuyết bằng băng luôn á. Và trong đây có rương luôn. Có băng xanh nè, băng xanh này ngoài biển mới có nha các bạn. Rồi, và một ít cái hạt giống khoai tây chắc bỏ lại, củ dền bỏ lại, bóng tuyết thì chắc cũng để lại luôn đi. Rồi thì mình chủ yếu lấy thức ăn cũng như là emerald thôi. Bên đây không có. Ui, có mèo kìa. Ồ, tính ra làng này nhiều mèo lắm các bạn ơi. Ở đây có chuông nữa hả. Ui, có baby dân làng kìa. Làng này có baby dân làng nữa các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ lấy cái chuông này về nè. Đó, ở đây là băng gì đây, để mình coi coi cúp mềm mại đập thử nè. Cái này là băng nén bình thường thôi các bạn ơi. Ồ, băng nén bình thường thôi. Còn cái nhà này coi có gì không nha. À, cái nhà tuyết này thì không có rương. Cái nhà này thì sao? Nhà này cũng vậy luôn. Và mình thấy cái nhà của mấy bác chân làng ở chỗ tuyết này nhìn khá là đẹp nè các bạn ơi. Nhà nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi qua bên đây kiểm tra cái nữa nè. Đây có rương nè. Wow, quá trời bánh mì luôn. Tính ra mấy chân làng này nhiều bánh mì lắm luôn ấy các bạn ơi. Rồi còn bên đây thì sao nè. À, đây là nhà của bác thủ thư nữa nè. Ồ, được, mình sẽ lấy hết mấy cái kệ sách này mang về nha. Đập cái hàng rào này ra, đặt lại. Đó, tại vì mình đập ở phía trên thành ra nó vướng vào mấy cái hàng rào, nó không có chịu rơi xuống các bạn ơi. Rồi, mình sẽ trả lại nha. Cũng như là mình sẽ lấy lại cái bục sách này luôn. À không, lấy chứ. Cái này của người ta mà mình đang lấy chứ không phải lấy lại các bạn ơi. Còn bên đây thì sao? Bên đây không có rương. Ồ, đây có thịt zombie nè. Còn bên đây thì sao nữa nè. Tính ra có một vài nhà là có rương thôi. Ồ, đây là bác làm... Ồ, bác luyện kim. Ồ, mình sẽ lấy cái lò của bác này luôn. Mình lấy xong là bác này mất nghề luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, kệ. Chắc bác này mất nghề cũng không ảnh hưởng gì đâu. Tại vì ngôi làng này xa chỗ mình ở mà. Đằng kia thì có anh nhân làng cũng như là golem và cừu á. Còn bên đây thì sao? Chắc mình sẽ khám phá nốt cái nhà này rồi tìm đường về các bạn ơi. Nhà này thì là nó bình thường thôi. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ tìm đường về thôi. Hôm bữa mình đã đi từ hướng bên kia qua bên đây, bây giờ mình sẽ đi ngược lại nha các bạn. Và trên đường về ấy, thì mình sẽ tìm trong mấy cái khu rừng này nè. Biết đâu trong cái khu rừng này thì mình lại tìm được bé gấu. À không, bé cáo tuyết thì sao. Tại vì mình đang ở vùng tuyết mà các bạn ơi. Đừng. Ui. Rồi thì cái tình luôn, mình cứu không kịp các bạn ơi. Mình nghe rồi mà mình cứu không có kịp. Ồ, thiệt tình á. Rồi mình sẽ stack này lại với nhau và lấy cái túi mật về nha. Túi mật thì chúng ta có thể đổi thành cái bột nhuộm á các bạn. Đây, bột nhuộm đen nè, rất là tiện luôn á. Mấy bạn nào mà ở gần biển hoặc là gần cái vùng đầm lầy thì thoải mái mà vào mấy cái túi mật này luôn. Tại vì mật xuất hiện rất là nhiều. Và bên đây thì mình vẫn chưa thấy bé cáo tuyết nào hết trơn á. Mình không biết chính xác là cáo tuyết nó xuất hiện ở chỗ nào ấy các bạn ơi. Mình chỉ tìm loanh quanh trong mấy cái núi tuyết này, trong những cái khu rừng gỗ vân sam mà phủ tuyết thôi. Mà vẫn chưa tìm thấy được. Và hôm bữa thì mình có cứu được một anh dân làng ở dưới cái lều tuyết nè. Hình như đang hướng bên đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm lại cái lều tuyết đó, rồi chúng ta kiểm tra coi ảnh có khỏi bệnh chưa nha. Để mình cho ảnh khỏi bệnh trước rồi hả, quay về nhà. Và trên đường về thì cũng phải để ý trên mấy cái đồi tuyết nha. Biết đâu lại gặp được mấy bé cáo tuyết á. Có vẻ vẫn chưa gặp các bạn ơi. Ồ, ở đây gần biển nè. Và ở đây có hang nữa. Mà thôi, đi không vô hang đâu. Giờ vô hang thì lại mất công đi tìm đường ra nữa. Và đây, đây chính là cái lều tuyết mà hôm bữa mình cứu anh dân làng nè.
Bây giờ mình sẽ xuống dưới và kiểm tra nhá. Ở đây có thỏ nữa, nhưng mà xa nhà mình quá, mình không có dẫn về để nuôi được các bạn ơi. Để chuyến sau mà mình có quay lại á, thì mình sẽ đem theo dây nè, rồi mình sẽ dẫn mấy bé thỏ này về để nuôi nhá. Rồi giờ mình sẽ đập cái này ra. À ở đây mới đúng. Rồi sau đó mình sẽ cắt bớt đồ cái ha. Giờ mình nhiều đồ quá trời rồi nè. Sẽ cắt bớt emerald vô, cắt kệ sách và sách vào, rồi đi xuống dưới thôi. Không biết ảnh có khỏi bệnh chưa ta. Hy vọng là ảnh khỏi bệnh rồi các bạn ơi. Ảnh vẫn chưa khỏi bệnh nè. Tính ra ảnh lâu khỏi bệnh lắm các bạn ơi. Mình sẽ chỉ mang về nè, túi mật mang về, thảm thì chắc sẽ đặt lại cho ảnh đi. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây nè và ngồi đợi một xíu nha, để cho ảnh khỏi bệnh rồi quay về luôn các bạn ơi. Hình như ảnh khỏi bệnh á là ảnh mắc nghề luôn hay sao ấy. Ảnh khỏi nè. Ảnh khỏi rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ đập ra một cái. Mình sẽ đặt cái kệ sách ấy. À không, cái đồ máng sách vào các bạn ơi. Biết đâu ảnh lại ra cái nghề mà thủ thư mà đổi sách mending thì sao. Đây mình sẽ đem một cái xuống dưới nè. Rồi đi xuống dưới lại. Lần sẵn tiện đây mình thử luôn ấy các bạn ơi. Rồi đặt cái bục sách này xuống nha. Mình sẽ đặt cạnh, tại vì hình như ảnh thấy cái bục để sách này nè, ảnh mới nhận nghề hay sao các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt cái bục này xuống trước như thế này. Ủa không đổi nghề hả? Nè thấy chưa? Ủa gì thấy rồi nè. Ủa anh không chịu đổi nghề hả? Hình như mặt trời lên cao ảnh mới chịu đổi nghề các bạn ơi. Có vẻ anh không đổi nghề rồi. Không biết cái phía trên đó có cái gì không ta? Để mình vào đây mình kiểm tra thử. À không, không có gì, không có gì. Đặt lại liền. Vậy là hiện tại mình có hai anh dân làng ở đây rồi. Thỉnh thoảng mình rảnh á, mình sẽ quay lại chỗ này và kiểu như là đổi nghề cho ảnh nha. Biết đâu thì mình lại tìm được cái quyển sách mending đấy các bạn ơi. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi lên trên nè, trả lại mấy tấm thảm rồi mình sẽ quay về nhà nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Mình đã trở về nhà cũng như là dọn dẹp đồ xong rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị vật liệu để chúng ta xây dựng một cái thuyền nha. Và mình cũng ít xây thuyền lắm, thành ra nếu có sai sót trong khi xây thuyền thì các bạn cũng thông cảm giúp mình nha. Rồi vật liệu để làm cái thuyền thì mình cần một ít cái gỗ sồi nè. Một ít cái gỗ sồi cũng như là gỗ sồi sẫm thôi. Gỗ sồi chắc mình sẽ đem ra nhiều một xíu nha các bạn. Và một ít cái này cái thang nè. Mình nghĩ vô đây cũng khá là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra bên ngoài để chúng ta xây dựng nha. Và cái khu vực để mình xây cái thuyền thì không chỗ nào khác, đó chính là cái hồ gần nhà mình nè. Và hiện tại trên hồ của mình cũng khá là nhiều thứ rồi. Nào là ngôi đền rồng này, cái chỗ bán cá, mỗi cái con thiên nga. Và sắp tới sẽ có thêm một cái thuyền nữa. Và cái thuyền thì sẽ nằm ở đối diện cái bức tượng của nớp các bạn ơi. Mình sẽ xây khoảng đó đó, để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cái thuyền hơn nha. Và mình xây thuyền kiểu hơi nhỏ một xíu các bạn ơi. Mình mới biết xây thành ra xây nó hơi nhỏ một xíu nha. Rồi giờ mình sẽ đổi ra một ít cái ván gỗ nè. Đầu tiên thì mình sẽ đặt trước một ô ở đây. Và sau đó phá block ở dưới nha. Đập cái ô này ra. Rồi sau đó mình sẽ kéo về phía trước này là khoảng... Cái này đầu mình cho nó khoảng 5 hoặc 7 ô nha các bạn. Chắc 7 ô đi. 1, 2 nè. 3, 4, 5, 6 và 7 ô. Ồ, 7 ô thì nó cũng khá là sát bờ rồi đó. Nhưng mà cũng không sao đâu. Kế tiếp thì mình sẽ kéo về phía sau là khoảng 3 ô nha. Đập cái ô thừa này ra nè. Sau đó thì mình sẽ mở rộng cái phần sàn của cái thuyền ra, để mình có thêm không gian để di chuyển ở phía trên cái thuyền nha các bạn. Đây. Rồi, kế tiếp là phần sàn ở phía trên. Đây là cái chỗ để làm cái buồng lái nè. Tại vì thuyền mà phải có chỗ để lái nữa các bạn ơi. Kế tiếp thì mình sẽ mở rộng cái thuyền theo chiều ngang nha. Đây, mình sẽ đặt ở hai bên như thế này. Đó, tương tự ở bên đây thì sẽ kéo về phía trước cho nó ngang là 7 ô nha các bạn. Đây 7 ô qua tới bên đây cũng như là ở bên đây. Còn phần ở trên đây thì mình sẽ kéo ra cho nó có một chút chiều cao một xíu các bạn ơi. Tại vì cái này mình có muốn có một cái cửa để đi ra đi vào ấy. Đó, thành ra mình sẽ mở ra bên đây một ô nè. Ở đây chắc mình sẽ cho nó ra thêm một ô nữa đi. Đó, một ô ở bên đây. Và mình sẽ trèo lên cái thuyền lại nha. Tạm thời chắc mình sẽ đập thừa một block, tại vì xây dựng mà mình thường xuyên bị té, thành ra mình sẽ chừa một block để dễ dàng mình đi lên nha. Rồi, cái này thì phần sàn bên trong là 3 ô nha. 3 ô. Và kéo mở rộng về phía sau luôn, như thế này. Rồi, như vậy là xong cái phần khung rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần kéo cái phần buồng lái này lên cao một xíu, để mình có thể chia một ô để làm cửa sổ nha các bạn. Ở đây thì mình muốn làm cửa sổ luôn, để nhìn cho cái buồng lái nó đẹp hơn nha. Rồi, ở bên đây.
và nói ở đây. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta đã có một cái đường để làm cái này là cái chỗ để đi lên cái buồng lái ở phía trên rồi. Bây giờ mình cần phải chế tạo thêm một ít cái cầu thang nữa. Đây mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống và grab một ít cái cầu thang để đặt vào nha. Đây cầu thang mình sẽ đặt ở đâu cho thích hợp ta? Ở đây đi vào cũng ok nè. Rồi như vậy mình sẽ làm cái đường đi vào là như vậy nha. Còn để đi lên phía trên buồng lái thì mình sẽ sử dụng cái thang leo. Tại vì ở đây làm cầu thang thì nó không có đủ không gian các bạn ơi. Rồi kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần sàn nha. Phần sàn ở phía trên buồng lái thì mình sẽ sử dụng những cái slab như thế này nè. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm cái không gian hơn. Và mình sẽ cảm thấy nó rộng rãi ở tầng dưới hơn rất là nhiều luôn. Phía trên thì vẫn sẽ có một cái slab như ở bốn góc để chúng ta có thể gắn vào những cái hàng rào ấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới nè và chế tạo một ít cái hàng rào bằng gỗ sồi sẩm nha. Ở đây mình có khá là nhiều từ cái đợt mà mình dọn cái khu vực gỗ sồi sẩm ở bên kia. Rồi giờ mình sẽ đổi ra que nè và chế tạo những cái hàng rào gỗ sồi sẩm để mình bao quanh ở phía trên thôi. Đây mình sẽ bao quanh lại như thế này nè. Như vậy thì mình sẽ không sợ bị té khi mà đứng ở phía trên nữa. Rồi tới đây. Và ngay vị trí này thì mình sẽ có một xíu thay đổi. Mình sẽ đặt vào một cái khối khối gỗ sồi sẫm mà được cạo vỏ ấy các bạn ơi. Đặt như thế này nè. Sau đó mình sẽ đập ô thừa này ra. Đập cái này ra. Cạo vỏ nó ra một cái. Và mình sẽ gắn vào đây một cái khung vật phẩm. Cũng như là một cái block gì ở phía dưới á, để mình có thể trang trí giống như là cái vô lăng gì đó các bạn ơi. Thường thường cái thuyền thì sẽ có cái đồ cầm lái ấy. Và cái này mình không biết nên gắn cái gì vào nữa ta. Một xíu mình sẽ gắn ở trên đó sau nha. Còn bây giờ mình sẽ tiếp tục làm phần mũi thuyền nè. Mũi thuyền thì mình sẽ kéo dài về phía trước thêm một ô như thế này. Ở đây, ở đây. Ổn chưa ta? Cái mũi thuyền thì chắc mình sẽ làm cho nó hơi nhọn nhọn thì chắc nó đẹp hơn á các bạn ơi. Rồi cho nó ra dài như thế này nè. Và ngay góc này thì mình khuyên là nên đặt cái cầu thang đi, để mình có thể đi lên đi xuống nhìn nó sẽ ok hơn á. Bên góc này cũng vậy luôn nha. Đây mình sẽ đập cái ô này ra. Đập ô này ra. Ủa cái này mình đập ra được nè. Đập ra được à. Đập ra được thì chắc mình sẽ có một xíu thay đổi đi. Ở đây thì mình sẽ gắn vào một cái cầu thang nha. Gắn vào đây một cái cầu thang. Ở đây một cái cầu thang. Và ở phía trước sẽ làm thêm một cái cầu thang nữa. Như vậy thì nó sẽ ok hơn. Mình sẽ có thêm rất là nhiều không gian ở phía bên trong luôn các bạn ơi. Đó. Vậy thì ok hơn rất là nhiều rồi. Yeah. Rồi kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần mũi thuyền nha. Nhưng mà như vậy thì nó muốn như là muốn đâm vào cái nhà của mấy bé sói luôn rồi. Nhưng mà không sao đâu, cái thuyền này kiểu như nó đang đậu vào bờ vậy đó các bạn ơi. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ làm cái phần mũi thuyền cho nó cong lên như thế này. Và một cái slab ở phía trước, ở đây. Ồ, vậy thì nó có nhọn quá không ta? để coi nào. Ở phía dưới này thì mình thấy chưa ok nè, chắc mình sẽ đổi một xíu nha. Ở phía dưới đó thì mình sẽ ốp vào một cái cầu thang hoặc là một cái slab chẳng hạn, để cho nó bớt bự hơn nha. Chứ ở đây nó hơi bự nè các bạn ơi. Mình sẽ đập cái này ra một cái và gắn vào một cái cầu thang đi. Nó gắn vào cầu thang thì có vẻ nó ổn hơn rồi nè. Rồi vậy mình sẽ trang trí như thế nha. Rồi còn ở phía dưới cái thuyền thì mình sẽ đặt một ít cái ở đây là một slab đi. Nó để làm cái phần đáy thuyền các bạn ơi. Tại vì thuyền mà nếu mình làm hình vuông quá thì nó sẽ không còn đẹp nữa ấy. Rồi mình sẽ đi vào bên trong nè. Chế tạo thêm một ít cái slab cũng như là một ít cái cầu thang bằng gỗ sồi nha. Slab. Rồi cầu thang. Cầu thang đây. Rồi giờ rất là nhiều rồi. Giờ up tiếp ở phía dưới thôi. Up ở đây. Chờ ra một ô nha các bạn. Và ở đây thì mình sẽ gắn tiếp bằng những cái cầu thang ở mấy cái góc thôi. Như vậy là đã hoàn thành cái phần đáy thuyền rồi đó. Và phía dưới lường này thì mình sẽ làm thêm cái phần chân vịt nữa. Tại vì thường thường cái thuyền thì sẽ có phần chân vịt đấy các bạn ơi. Đây mình sẽ gắn vào ở bên đây nữa. Vậy là gần hoàn thành rồi. Và tiếp theo mình sẽ làm cái buồm. Thường thường thuyền thì sẽ có hai cơ chế các bạn ơi. Một là chạy bằng cái chân vịt đấy. Hai là chạy làm lái bằng thuyền buồm. Ở đây mình sẽ làm vừa buồm vừa chân vịt luôn. Rồi giờ mình sẽ đi vào bên trong kho cái đã, để mình có thể mang ra một ít cái tượng đá nè, cũng như là lấy thêm một ít cái vật liệu xây dựng khác nữa các bạn ơi. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lấy mấy cái tượng đá trước nha. Ở đây mình có đá cội, mình sẽ grab thêm một ít cái tượng đá cái đã. Mình sẽ grab được 18 cái tượng đá luôn. Kế tiếp thì mình sẽ lấy ra thêm một ít len. Ở đây mình còn khá là nhiều len nè, nhưng mà mình sẽ nhuộm lại màu. Mình không thích cái buồm màu trắng đâu. Để coi ở đây mình còn màu gì ta. Màu xanh lá cây á. Ô màu xanh lá cây cũng được nè các bạn ơi.
Wow, được nha, mình sẽ làm thử thuyền buồm bằng bằng cái khối lem màu xanh lá cây nha. Kế tiếp thì mình sẽ lấy ra một ít cái khung vật phẩm để coi cái da bò mình còn không. Đây mình có da bò nè, mình sẽ grab ít cái khung vật phẩm cái đã. Mình đổi ra que và bao bọc ở bên ngoài để cái da chính giữa. Kế tiếp thì mình sẽ mang ra thêm một cái la bàn nữa. Ở đây coi mình có la bàn không. Ồ, trong rừng Ender mình không có la bàn. Vậy là mình cần phải chế tạo thêm một cái la bàn từ công thức là 4 redstone và một sắt. Và hiện tại thì sắt hình như mình hết hay sao rồi. Để mình qua cái chỗ nấu đồ của mình cái đã. Để coi coi còn không các bạn ơi. Rồi, đi vào cái chỗ nấu đồ thôi. Hy vọng là còn. Ồ, bây giờ mình hết sắt mất tiêu rồi. Chắc bây giờ mình sẽ mượn một ít sắt trong cái beacon quá à. Chứ bây giờ mình hết sắt để sử dụng rồi các bạn ơi. Sắp tới chắc mình phải làm một cái máy phân sắt á. Ui, đây nè, mình có la bàn rồi nè. La bàn mình để trong cái rương sugar các bạn ơi. Rồi tạm thời mình lấy cái la bàn trong cái rương sugar ra sử dụng đi. Để coi coi mình còn thiếu cái gì không. Có vẻ như đây cũng khá là đủ rồi. Mình còn thiếu các bạn ơi. Mình còn thiếu mấy cái thùng nữa. Tại vì mình muốn trang trí trên cái thuyền này đó, kiểu như là thuyền buôn vậy đó. Phải có một ít cái thùng thì mới đẹp được. Và thùng thì công thức là cần cái hình như là cần slab nè, đúng không ta? Đây thùng nè. Ồ đúng rồi các bạn ơi, mình được hai cái thùng rồi. Mình cần khoảng 4 cái thùng thì mới đủ á. Đây để mình chế tạo thêm ít cái ván nữa. Đổi ra một ít cái ván bằng gỗ vân sam. Và đây, đó, được 4 cái thùng rồi. Bây giờ mình sẽ bay ra bên ngoài để tiếp tục xây dựng cái thuyền của mình nha. Nhưng mà trời gần tối mất tiêu rồi. Cái giường mình đâu rồi ta? Ồ, chắc mình sẽ mượn tạm cái giường này đem ra ngoài đi. Rồi một xíu mình ngủ bên ngoài luôn nha. Rồi. Ui. Rồi, bay ra nè. Nó đáp ở trên luôn. Rồi, giờ mình sẽ đi lại vào bên trong nè. Vứt cái này ra. Đặt ở phía dưới là một cái tường đá. Ở phía trên là một cái block gỗ vân sam nha. Một block gỗ sồi sẫm được cào vỏ. Sau đó gắn cái khung vật phẩm vào ở phía trước như thế này. Và gắn cái la bàn vào. Nó như vậy là chúng ta đã xong cái thuyền rồi. Nhìn rất giống cái vô lăng luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đặt cái giường ở phía dưới nha. Và chắc mình sẽ ngủ qua đêm trên cái thuyền này luôn nha các bạn. Rồi ngủ một cái. Rồi sau khi ngủ thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần buồm nha. Phần buồm thì mình sẽ coi cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô. 7 ô vậy mình sẽ làm lệch về phía trước một xíu các bạn ơi. Mình sẽ cách ra 1, 2, cách ra 2 ô. Mình sẽ đặt một cái tường đá nè. Kế tiếp thì mình sẽ đặt những cái hàng rào bằng gỗ sồi nha. Ở đây mình quên đem mấy cái dàn giáo rồi. Chắc mình sẽ đặt tạm mấy block thân gỗ sồi đi. 1 nè, 2, 3, 4, 5. Mình không biết lên mấy ô nữa. 6, 7, 8 và 9 ô. Hiện tại chắc là 9 đi các bạn ơi. Chắc mình sẽ lên cao khoảng 9 ô nha. Rồi kế tiếp mình sẽ đi xuống dưới và bắt đầu làm cái phần buồm thôi. Mình sẽ gắn vào những cái cục lem màu xanh lá cây á. Mình sẽ cắt ra 1, 2, 3 ô. Và ngay ô thứ tư thì mình sẽ bắt đầu ốp ngang nha. Tại vì mình muốn cái phần buồm này nó đi không bị đụng đầu các bạn ơi. Thành ra mình ốp cho nó hơi cao cao một xíu ấy. Rồi kế tiếp sẽ ốp ngang nha. Rồi sau đó mình sẽ trèo lên trên nè. Trèo lên. Cái này ốp sao cho đẹp ta. Mình chưa biết ốp phần buồm sao cho đẹp nữa. Gió thổi hướng nào nha. Chắc mình sẽ gió thổi từ hướng bên đây đi các bạn ơi. Thì vậy là cái phần buồm nó sẽ cong từ dưới bên từ dưới cong qua bên phải và cong lên trên. Vậy là bây giờ mình sẽ ốp ngang nha. Đây ốp ngang như thế này và đi lên tiếp và nó sẽ nối lại ngay vị trí này đi. Đó, ngang đây thì chúng ta sẽ bắt đầu ốp ngang thôi các bạn ơi. Rồi, như vậy thì chúng ta đã xong cái phần buồm luôn rồi. Không biết có đủ len để ốp cái phần buồm không nữa ta. Vừa đủ luôn các bạn ơi, dư là đằng khác á. Rồi, giờ mình sẽ đi xuống dưới để kiểm tra coi cái buồm vậy có ổn chưa. Cái thuyền mini mà cái phần buồm như vậy thì mình thấy cũng tạm ổn rồi các bạn ơi. Ngoài ra các bạn cũng có thể thay đổi phần buồm nhé. Ở đây mình khá là thích màu xanh, thành ra mình sử dụng màu xanh thôi các bạn ơi. Tại vì màu xanh thì nó sẽ phù hợp với cái không gian ở xung quanh mình ấy. Rồi, và ngay vị trí này thì chắc mình sẽ có nên đổi không ta? Mình dự định đổi ở đây thành một cái slab ấy các bạn ơi. Để mình thử đổi nha. Đây, đập cái này ra và gắn vào một cái slab. Gắn slab nó không bị hở là được rồi nè. Nếu ở đây mà bị hở thì chắc mình sẽ không dùng đâu. Nhưng mà mình ốp slab vào, nó không có bị hở ở ngay góc nè các bạn ơi. Thành ra rất là thích hợp luôn.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí thêm nữa nha. Và ở hai bên thuyền thì chắc mình sẽ trang trí bằng một ít cái cửa sập á. Nhưng mà trước khi trang trí cửa sập thì mình sẽ gắn vào một ít cái thùng trước. Đó, thuyền bươm mà phải, thuyền buôn mà phải có mấy cái thùng ấy các bạn ơi, để chúng ta có thể chứa đồ nè. Và cửa sổ thì mình chưa có lấy kính nữa, bây giờ mình sẽ bay vào bên trong nè để lấy một ít cái cửa sập cũng như là mấy cái tấm kính nha. Rồi bay vào. Kính thì chắc mình sẽ sử dụng kính trong thôi, không sử dụng kính màu đâu. Kính trong đây, mình sẽ lấy hai cái kính trong ra và một ít cái cửa sập bằng gỗ vân sam. Ủa mình còn có một cái thôi. Ồ chắc bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái cửa sập bằng gỗ vân sam nha các bạn. Đây mình sẽ đổi ra một ít cái ván nè. Kế tiếp thì grab thật là nhiều mấy cái cửa sập. Đây mình được 8 cái. Ồ 8 cái chắc là vừa đủ luôn á. Mình sẽ vứt cái gì đây. Mình sẽ cắt bớt mấy cái đồ gỗ đi. Giờ gỗ trong người mình quá trời nè. Tường đá cắt vào. Rồi đi ra ngoài và tiếp tục trang trí. À mà quên nữa, mình cần phải chế tạo thêm một ít cái cần gạt nữa. Mình muốn trang trí thêm bằng cần gạt ấy các bạn ơi. Đây đổi ra một cái que nè. Lấy gỗ này đổi ra que luôn. Đó, sau đó đổi thật là nhiều que. Và cần gạt đâu ta. Đây mình ui, xem ném nữa là mình làm 32 cái cần gạt là xong luôn. Xài không biết chừng nào mới hết á. Rồi bay ra ngoài lại nè. Rồi đáp ở phía trên, đáp ở đây. Rồi mình sẽ bắt đầu gắn những cái cửa sập ở hai bên hông cái thuyền ấy các bạn ơi. Thuyền thì mình sẽ gắn ở đây một cái, đây một cái, ở đây và đối diện ở bên đây tiếp tục là 4 cái. Như vậy là mình vừa đủ những cái cửa sập nè. Kế tiếp thì mình sẽ đập mấy cái cửa sập này xuống như thế này và gắn thêm vào những cái cần gạt thôi. Khá là ổn rồi đó. Rồi vậy là ổn rồi nha. Kế tiếp thì mình sẽ gắn vào thêm những cái tấm kính để trang trí ở bên trong. Và ngoài ra các bạn cũng có thể trang trí ở bên trong cái phòng buồng lái này một ít cái món đồ cần thiết nữa. Ở đây mình chỉ làm sơ sơ như vậy thôi. Mình sẽ trang trí sao trong thời gian giữa hai tập nha. Và phía trước này mình nghĩ là nên gắn thêm những cái slab thì nó sẽ ok hơn á. Tại vì ở phía này nó hơi còn hơi nhỏ nè các bạn ơi. Đó, như vậy thì cái thuyền chúng ta nó sẽ ok hơn rồi. Và phía trước mũi này thì mình sẽ trang trí bằng một cái đèn lồng chẳng hạn. Nhưng mà mình hết hết sắt để làm đèn lồng rồi, thành ra mình sẽ gắn tạm là cây đuốc nha. À không, mình cũng có thể gắn vào một cái hàng rào mà. Mình cũng có thể gắn hàng rào các bạn ơi. Đây gắn cái thang để có thể trèo lên trèo xuống đi các bạn ơi. Chứ mình lội nước hoài cũng thấy hơi khó chịu một xíu. Và cái này hơi thừa, đập ra. Cái này thừa rồi. Đó. Rồi và ở đây mình sẽ gắn vào một cái hàng rào nha. Hàng rào và một cây đuốc ở phía trước như thế này. Một cái cần gạt hướng ra phía trước. À, vậy là rất là ok luôn. Rồi và nếu mấy bạn nào mà xây thuyền bự á thì cái phần buồm này chúng ta nên có một cái thang á để trèo tiết lên trên để làm cái chỗ quan sát. Tại vì mình thấy trong các bộ phim thì các thủy thủ đoàn thường trèo lên cao để quan sát nó mới dễ các bạn ơi. Rồi như vậy thì mình đã đại khái hoàn thành được cái thuyền trong ngày hôm nay rồi. À mà quên nữa, mình còn thiếu một chi tiết, đó chính là cái chân vịt. Và cái chân vịt thì có hai loại vật liệu chúng ta có thể làm. Một là sử dụng những cái hàng rào, nhưng mà hàng rào thì nó hơi to. Thành ra mình sẽ sử dụng những cái hàng rào bằng sắt nha. Hàng rào bằng sắt thì nó sẽ rất là nhỏ luôn. Làm cái chân vịt thì nó sẽ thích hợp hơn ấy các bạn ơi. Sẽ đem ra hai cái nè. Đó, chỉ cần hai cái thôi. Và gắn ở phía dưới đáy của cái thuyền á là được rồi đó các bạn ơi. Úi. Ủa cánh mình bị gì vậy? Bay ra. Cánh mình gần hỏng mất tiêu rồi. Để trong thời gian dưới hai tập á, mình chịu khó thức đêm cũng như là farm thêm một ít cái da phantom nha. Rồi giờ đi xuống dưới nè, gắn cái chân vịt thôi. Mình sẽ gắn ở phía dưới này đi các bạn ơi. Ở đây một cái và đây một cái. Đó. À không, cái này cái bánh lái, nhầm. Cái này là cái bánh lái các bạn ơi, chứ không phải cái chân vịt. Mình nhầm rồi. Đó, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái thuyền rồi. Và đây là lần thứ hai mình xây thuyền thì phải. Thành ra nếu có gì sai sót ấy thì các bạn nhớ góp ý với mình nha. Rồi, chắc là bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Trong lúc thức đêm để chờ đợi trứng rùa phát triển thì mình sẽ xây thêm ở đây một cái cây để trang trí cho cái khu vực hồ này nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng những cái thân gỗ rừng này các bạn ơi. Ở đây thì mình có một ít đúng không? Mình sẽ cho cái phần thân này lên khoảng 1, 2, 3, lên khoảng 4 ô nha các bạn. Kế tiếp mình sẽ cho nó đi lên, nó mọc kiểu mọc xéo xéo giống như cây dừa vậy đó các bạn ơi. 4 ô hình như hơi cao thì vậy. Hình như 4 ô hơi cao rồi, chắc là khoảng 3 ô thôi. Khoảng 3 ô thôi nha. Rồi sau đó mình sẽ cho nó lên cao khoảng 2 ô nữa. Và cho nó cao thêm khoảng 2 ô.
Rồi, tầm này là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần lá nha. Phần lá thì mình sẽ sử dụng lá rừng luôn để cho nó đồng bộ cũng như là để đẹp hơn nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ bao bọc ở xung quanh như thế này. Và vào buổi tối ấy thì bé cáo ấy kêu rất là ghê gợn luôn các bạn ơi. Mấy bạn nào mà sợ sợ thì tốt nhất là không nên thức khuya mà nuôi cáo nha. Tại vì bé cáo sẽ kêu rất là ghê luôn á. Rồi, kế tiếp mình sẽ bao bọc ở xung quanh. Và mình sẽ cho nó về mỗi hướng là 2 block. Ở đây 2 block cũng như là ở bên đây. Và cuối cùng là ở bên đây nữa. Và ở xéo mỗi bên thì chúng ta cũng phải có luôn nha các bạn. Đây mình sẽ đặt xéo luôn. Nó tại vì cây dừa mà mấy cái lá nó không có như mấy cái cây khác các bạn ơi. Thành ra mình mới làm, mới tự xây á. Với lại trong Minecraft thì không có cái cây dừa. Thành ra phải tự xây các bạn ơi. Rồi và thêm ở bên đây một cái nữa. Và vào ban đêm thì trứng rùa mới phát triển nha các bạn. Thành ra các bạn phải chịu khó thức đêm thì trứng rùa mới mau nở nha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ đi xuống dưới đi. Để mình làm cái phần phía dưới của cái lá. Tại vì lá dừa thì nó sẽ hơi cúp xuống một xíu các bạn ơi. Ở đây mình sẽ đập bớt mấy block thừa ra. Rồi kế tiếp mình sẽ dùng dàn giáo nè. Ui đặt ngược đặt đi lên trên mới đúng. Đây đi lên trên nè. Và cho nó đi xuống nha. Đặt ở đây một cái. Đó. Ở đây được. Ui đây đập ra. Đó. Và ở bên đây nữa. Đó. Các bạn thấy chưa, cáo kêu rất là ghê rợn luôn. Ở đây. Đó, vậy là xong rồi. Các bạn làm tương tự ở mấy cái lá còn lại nha. Hẹn gặp lại các bạn của mình làm xong cái cây dừa này nha. Sau khi đã làm xong phần lá thì bây giờ mình sẽ gắn vào bên trên cây dừa, đó là một ít cái quả cacao nha. Quả cacao thì có hình dáng khá là giống cái quả dừa ở ngoài đời thực các bạn ơi. Thành ra mình sẽ sử dụng quả cacao để trang trí cây dừa của mình nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ gắn những quả cacao ở phần phía trên luôn, cái block cao nhất ấy các bạn ơi. Đây mình sẽ gắn ở trên đây nè, 1, 2. Và đi ra bên đây một xíu đi. Đi xéo qua bên đây 3. Và một trái nữa ở đây. Đó, vậy là xong rồi. Và để đẹp hơn chắc bây giờ mình sẽ đi xuống dưới á. Rồi mình sẽ sử dụng một ít cái bột xương. Đó. Đó, các bạn thấy gì chưa? Cái màu xanh xanh đó, quả trứng rùa đã nứt rồi nè. Đó, quả trứng rùa mới nứt một xíu nè các bạn. Mình mới thức có nửa đêm thôi là trứng rùa đã nứt rồi. Với cái đà này thì khoảng 1-2 đêm nữa thôi thì những bé rùa baby sẽ bắt đầu chào đời. Vậy rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm ít cái bột xương cái đã. Bột xương đâu? Đây, bột xương đây. Giờ mình sẽ làm cho cái quả cacao nó chín lên luôn nha các bạn. Nhìn nó sẽ đẹp hơn á. Rồi giờ mình sẽ trèo lên trên trước cái đã. Đây trèo lên trên. Trèo lên thêm một block nữa. Và đặt ra. Đó, quả cacao nó đã gần chín rồi kìa. Giờ mình sẽ cho thêm một quả bên đây chín luôn. Rồi đi ra bên đây nào. Đó, vậy là xong rồi nhé. Rồi giờ mình sẽ đi xuống dưới. Ui nhặt lại mấy cái dàn giáo cái đã. Đó, vậy là gần hết đêm nay thì mình đã có hai quả trứng. Đó, mới nứt lần một rồi các bạn ơi. Hình như nứt hai lần á thì lần thứ ba thì quả trứng rùa mới nở thành rùa con các bạn ơi. Đó. Và trong thời gian giữa hai tập thì mình sẽ cố gắng thức đêm này để đợi cho những quả trứng rùa này nở ra để chúng ta có thể chào đón những bé rùa con nha các bạn. Cũng như là mình sẽ trang trí thêm cái cây này nữa và xây thêm thật là nhiều cái cây dừa như vậy ở xung quanh cái chỗ mình ở nha. Rồi làm cho cái góc nó đẹp hơn nào. Đó, ở đây mà có bé vẹt ha, ngồi lên trên thì tiệt cứu mèo luôn á các bạn ơi. Rồi ok, như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã làm được một cái thuyền buôn ở bên kia. Làm xong được một cái cây để trang trí cho cái hồ cũng như là đợi cho hai quả trứng này nó đã phát triển được giai đoạn đầu rồi nè. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng chế tạo cái mua rùa sớm nhất có thể nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.